Thưa quý vị, do sự cung ứng chậm trễ của một số đơn vị cung cấp thực phẩm mà nhiều người dân trong các khu vực đang thực hiện cách ly y tế tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng lâm vào cảnh khó khăn về việc tiếp cận nguồn thực phẩm, ghi nhận của phóng viên thời sự tại phường Thọ Quang. Tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, nhiều hộ dân lo lắng khi không nhận được thực phẩm dù đã đặt mua từ vài ngày trước đó. Kể từ khi có cái lệnh phong tỏa của thành phố theo chỉ thị 05 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thì chi bộ, tổ dân phố và nhân dân là chấp hành rất là nghiêm, triển khai nhanh chóng kịp thời. Tuy nhiên, một cái phần quan trọng để người dân mà an tâm để mà thực hiện cái lệnh cách ly y tế của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng là vấn đề đảm bảo lương thực thực phẩm ăn uống hàng ngày. Vấn đề này đã được Ủy ban nhân dân phường Thọ Quang triển khai cụ thể. Tuy nhiên, nhà cung cấp ban đầu đã không đáp ứng được nhu cầu cho nhân dân. Vì vậy mà chúng tôi rất là mong sắp tới đây, những ngày tới thì Ủy ban nhân dân phường cũng như các cấp, cũng như các cái nhà cung cấp mà mới phường đã triển khai thì cung cấp kịp thời cho nhân dân. Hiện nay tại các khu phong tỏa, để hạn chế người dân ra khỏi nhà, đảm bảo nghiêm yêu cầu về phòng chống dịch, người dân sẽ gửi danh sách thực phẩm cần mua qua tổ trưởng tổ dân phố để tổng hợp, kết nối và chuyển nhà cung cấp. Khi có hàng về, tổ dân phố và tình nguyện viên sẽ phân phát về các hộ. Tuy nhiên, theo ghi nhận, do số lượng đơn hàng quá nhiều mà nhà cung cấp lại ít nên thời gian cung ứng hàng hóa cho người dân bị chậm trễ. Về cái nguồn cung ứng thực phẩm trên địa bàn phường á, thì có một số nguồn cung ứng như sau. Thứ nhất là nguồn cung ứng là của các doanh nghiệp về phường. Thứ hai là nguồn cung ứng là mình vận động các cái mạnh thường quân cũng như là trên quận cấp về để mà san sẻ về cái nguồn ứng cho bà con. Còn về chậm tiến độ thì lý do là hiện nay là trước đây là có một số cái siêu thị nó ít siêu thị, cho nên chúng ta chia ra một số siêu thị thì họ nhận, nhưng mà về thì cũng quá tải, cho nên là cũng rất là khó làm, cho nên là họ hạn là khoảng 2 ngày nhưng mà tăng lên tới 3 hoặc 4 ngày thì mới có hàng cung ứng cho người dân. Tăng cường nhà cung ứng chất lượng, có phương án vận chuyển, phân phối bài bản hợp lý, đảm bảo nhu cầu về lương thực thực phẩm cho người dân tại các khu vực đang phong tỏa là vấn đề đặt ra cho ngành chức năng tại địa phương. Bởi có như vậy, người dân mới yên tâm, ai ở đâu ở yên đó để cùng thành phố tận dụng thời gian vàng dập dịch.